Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 19 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Hưng Yên nhất định phải có con đường riêng, cách làm riêng từ công tác xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế xã hội. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm làm việc với một số doanh nghiệp và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Xã Thanh Long, nhân dân hiến 2.000 mét vuông đất mở rộng đường. Lớp học có nhiều thủ khoa, á khoa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Để thành phố Hưng Yên thực sự là trung tâm đầu não, đầu tàu phát triển, là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025, thành phố Hưng Yên nhất định phải có con đường riêng, cách làm riêng từ công tác xây dựng Đảng đến phát triển kinh tế xã hội. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên diễn ra vào chiều qua 18 tháng 7. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua nửa đầu nhiệm kỳ, đến nay 8 trên 14 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra, như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 11,5% trên năm, chỉ tiêu là 10,5%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cuối năm 2022 đạt hơn 3.000 tỷ đồng, chỉ tiêu trên 2.700 tỷ đồng. Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn thách thức lớn đặt ra với thành phố, nhất là vấn đề nguồn lực để củng cố cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị, văn minh đô thị. Nguồn lực đầu tư trung hạn đối với thành phố khi phát sinh năm xã lên phường và thành phố lên đô thị 2 thì nó đưa ra rất nhiều vấn đề phải phấn đấu, mà nguồn đầu tư là khoảng gần 50 tỷ. Nhưng bây giờ vẫn đáp ứng chỉ là rất thấp. Chúng ta phải có một quy hoạch, một cái định hướng rất tổng thể, mở rộng đến đâu, phát triển như thế nào và phân vùng như nào để chúng ta phát triển. Tôi nghĩ rằng là thành phố phải cùng với sở kế hoạch đầu tư xây dựng một cơ chế đặc thù để trình lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có một cơ chế đặc thù về cái vấn đề phát triển. Thành phố chúng ta còn khá nhiều các tiêu chí để chúng ta phải phấn đấu hoàn thành, và đồng thời thì do cái việc đầu tư từ năm 97 đến nay, nhiều cái hạ tầng của đô thị cũng như hạ tầng xã hội là chúng ta đã xuống cấp. Chính vì vậy mà chúng ta phải có cái việc đánh giá cũng như giải pháp để chúng ta phải đầu tư nâng cấp cải tạo cái hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội cho cái phần nõi đô thị hiện nay. Và song song việc đó nữa là chúng ta phải có kế hoạch cụ thể để chúng ta đầu tư cho cái phần mở rộng không gian phát triển của đô thị hiện nay và đô thị hóa nông thôn, tức là các xã, để xây dựng phấn đấu thành phường để chúng ta đạt được các tiêu chí. Cấp bách nhất bây giờ là chúng ta phải xây dựng một cái đề án để xây dựng cái thành phố Yên đến năm 2025 trở thành đô thị loại 2. Sau đó thì đến năm 2030 thì là cái chung của tỉnh rồi. Thế còn đối với cái đề án mà xây dựng 5 xã thành phường thì báo cáo chí là chúng tôi đã trình văn tỉnh để phê duyệt cái đề án và cấp kinh phí, cố gắng sẽ trình Hội đồng tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2023 này. Đồng tình với ý kiến, góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố Hưng Yên là phát triển đô thị. Vì vậy, thành phố cần có giải pháp căn cơ, có kế hoạch, đề án thực hiện vừa cụ thể, vừa đảm bảo tính tổng thể trong công tác quy hoạch, xây dựng quản lý phát triển đô thị. Có nghị quyết thì chúng ta phải thành lập các kế hoạch và đề án cụ thể chúng ta thực hiện nghị quyết để chúng ta thực hiện phát triển đô thị. Cái thứ hai trong nhóm này là đề nghị các đồng chí là phải tập trung vào quản lý đô thị, phát triển nó đồng thời phải quản lý, chỉnh trang lại cái vùng nõi của đô thị chúng ta, sau đó là phát triển vùng ngoại vi, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa của thành phố để chúng ta có được công nhận là di tích lịch sử văn hóa phố hiến đặc biệt. Thì đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với thành phố, phối hợp với tỉnh là do hết sức chặt chẽ chúng ta thể hiện phát huy cái một phát triển đô thị thì đồng thời phát triển thương mại dịch vụ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Hưng Yên trong nửa nhiệm kỳ qua, nhất là công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ được phát huy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp cho ý kiến về một số đề xuất của thành phố, đồng thời chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế để Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên quan tâm khắc phục. Đây là đầu não, những gì tinh hoa nhất của tỉnh Hưng Yên phải được hội tụ về đây. Thế thì nếu mà cứ bình bình thế này thì có được không? Nếu mà theo các mục tiêu nghị quyết thì thấy ổn, nhưng mà để có tầm có vóc của một thành phố mà thuộc loại 2 thì còn ngổn ngang những vấn đề đặt ra. Nhất định thành phố Hưng Yên phải có con đường riêng,
cách làm riêng, cả về công tác xây dựng đảng cho đến công tác phát triển về kinh tế xã hội. Một sự bứt phá vừa chạy vừa xếp hàng thì mới đạt được những cái mục tiêu và kỳ vọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Cái mục tiêu này thì đúng là rất cao, nhưng mà không thể không thực hiện được. Nếu có quyết tâm, có cách làm đổi mới sáng tạo và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trước hết là của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì chúng ta sẽ thực hiện được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố tiếp tục huy động nguồn lực tập trung vào các hạng mục thiết yếu quan trọng để xây dựng thành phố Hưng Yên thành đô thị loại 2 vào năm 2025, từ đó huy động nguồn lực đầu tư có trọng điểm, không dàn trải. Đồng chí phải làm ngay cái việc sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 21, kèm theo đó là các đồng chí giao cho các đồng chí chủ trì phối hợp với cả các sở ngành để xây dựng cái đề án xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 đến năm 2025. Các đồng chí phải làm rất nhanh, dồn bao nhiêu tâm huyết, nghị lực, trách nhiệm vào cái đề án này, đánh giá một cách toàn diện cái hiện trạng của thành phố Hưng Yên hiện nay so với các cái tiêu chí tiêu chuẩn ở trong các cái nghị quyết 1210 với nghị quyết 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem là ta còn thiếu, ta còn yếu ở cái tiêu chí nào. Từ nay trở đi đến năm 2025 chỉ có đầu tư trực diện vào các tiêu chí, cái này tôi nói rất nhiều lần rồi, dồn nguồn lực làm bằng được luôn. Đã ra một quyết tâm chính trị là phải hành động quyết liệt, ngang tầm và hơn nữa, chủ trương 1, biện pháp 100. Trong công tác xây dựng đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Hưng Yên tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm làm việc với một số doanh nghiệp và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm, làm việc và tặng quà đoàn viên công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Techco Việt Nam, Công ty Cổ phần Thép Việt Ý tại khu công nghiệp Phố Nối A và Phố Nối B. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của lãnh đạo các công ty trong việc khắc phục khó khăn, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm, qua đó tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời có đóng góp không nhỏ vào việc nộp ngân sách nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất, mở rộng tiếp cận thị trường mới để xuất khẩu, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không ngừng nỗ lực sáng tạo, nâng cao tay nghề để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư và chỉ đạo các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết các đề xuất của doanh nghiệp. Và tỉnh Hưng Yên cũng có rất nhiều các văn bản ở các cuộc họp, hay là cũng có các văn bản trong báo cáo gửi văn phòng chính phủ nêu rất rõ hai cái vướng mắc điện và vốn, lãi suất, chi phí tài chính tăng rất cao. Thế cho nên là chính phủ rất thấu hiểu cái việc này và đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Thì tôi tin là từ nay trở đi thì cái vấn đề về ách tắc tiếp cận vốn hay là chi phí tiền vay cao cũng sẽ từng bước được khắc phục. Tuy nhiên là về vấn đề này thì chúng tôi sẽ theo dõi sát và sẽ chỉ đạo chi nhánh ngân hàng nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ tăng cường tổ chức các cuộc gọi là kết nối doanh nghiệp và ngân hàng để cho ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận với các dự án, các cái khoản đầu tư thực sự là có hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao 60 suất quà tặng các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Techco Việt Nam và Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, tặng 7 đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ tổ chức họp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục có những đổi mới quyết liệt, sát sao,
cụ thể trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính, trong đó tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Các bộ ngành địa phương cũng đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại tỉnh Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 11 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính với tổng số 132 quy trình nội bộ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt gần 100%. Phát biểu với các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách hành chính. Việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt thấp như Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã mới đạt khoảng 60%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến tuy đã tăng đáng kể so với năm 2022, nhưng vẫn còn thấp và chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua việc đổi mới truyền thông, hướng dẫn và thực hiện cơ chế miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh chủ động làm việc với các ngân hàng để có các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm thực hiện thanh toán trực tuyến khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đơn giản, thuận lợi nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã được nghe thông tin về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tại kỳ họp. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Một số lĩnh vực kinh tế xã hội đạt được thành tựu nổi bật, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh đề ra. Giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, thông tin tới đại biểu về việc nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống bệnh viêm gan virus, bảo vệ cộng đồng. Sở Giao thông Vận tải thông tin về chủ đề năm an toàn giao thông năm 2023, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn và dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, quy mô đường cấp 2 đồng bằng. Kết luận hội nghị, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận yêu cầu các báo cáo viên tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy để tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng kịp thời các nội dung được thông tin tại hội nghị tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo các cấp cần phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân về vấn đề giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ban chỉ đạo 35 các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần chủ động nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, những bức xúc nổi cộm được xã hội quan tâm ngay từ cơ sở, tăng cường thông tin về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nêu gương người tốt việc tốt gắn với đặc điểm tình hình từng địa phương. Hiểu được ý nghĩa của việc mở rộng đường giao thông, vừa phục vụ lợi ích của nhân dân, vừa đáp ứng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nhân dân thôn Long Vĩ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đã đồng thuận hiến nhiều diện tích đất ở, công trình phụ trợ để phục vụ dự án. Ngay sau khi xã có chủ trương mở rộng tuyến đường dài 1 km, có chiều rộng 2,5 m, thành 5 đến 6 m, hệ thống thoát nước hai bên, 150 hộ dân ở xóm Đồng Số 1 và Đồng Số 2 đã đồng thuận phá dỡ tường bao, công trình và hiến gần 2.000 m vuông đất ở phục vụ dự án. Trong đó nhiều hộ hiến tới hàng chục, thậm chí hàng trăm m vuông đất như hộ ông Nguyễn Đăng Ngọc, Trần Văn Khải, Trần Văn Thăng. Đi vận động sân nhà thôi. Dân ở xóm Đồng Số của tôi là cũng đồng thuận là để mở rộng con đường ra, rất là phấn khởi là vì đã tạo được giao thông đi lại thuận tiện. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, việc mở rộng tuyến đường sẽ trở nên thuận lợi, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội của xã ngày càng phát triển và sớm hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao. Xác định tạo sự đồng thuận trong nhân dân là một trong những yếu tố quyết định đến công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay,
các địa phương nằm trong vùng dự án đường Tân Phúc Võng Phan của huyện Ân Thi đang đẩy mạnh công tác dân vận tuyên truyền. Nhiều năm nay, thu nhập của hai vợ chồng ông Màng, thôn Đồng Mối, xã Tân Phúc chủ yếu từ hơn một mẫu đất lúa. Sau khi cơ quan chức năng cắm mốc giới dự án Tân Phúc Võng Phan, phần lớn diện tích đất nông nghiệp của gia đình nằm trong diện thu hồi để giải phóng mặt bằng. Dù vậy, được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, hiểu rõ lợi ích khi dự án đưa vào sử dụng. Không chỉ hai vợ chồng ông mà có nhiều hộ dân ở xã Tân Phúc đều nhất trí đồng thuận. Chúng tôi sẵn sàng bỏ cái xuất ruộng của gia đình nhà mình ra để sao có giao thông cho nó thông thương. Nên là con đường nó càng sớm thì chắc là nhân dân xã Tân Phúc mình nói riêng càng phấn khởi. Chúng tôi sẽ tổ chức các cái hội nghị từ cán bộ đến chi bộ, rồi sau đó là đến các ban ngành đoàn thể và đến nhân dân một cách trực tiếp. Hệ thống truyền thanh của xã hiện nay thì chúng tôi đã chuyển đi cái thông tin là chủ trương thực hiện dự án, quyết định đầu tư của đơn vị đầu tư. Chúng tôi sẽ cố gắng là kiên trì giải thích, thuyết phục và để tạo sự đồng thuận của nhân dân. Xã Hoàng Hoa Thám là một trong 7 địa phương nằm trong vùng dự án đường Tân Phúc Võng Phan. Theo mốc tới mới bản sao, diện tích giải phóng mặt bằng của xã bao gồm cả đất nông nghiệp, đất thổ cư và khu nghĩa trang nhân dân. Trong khi đợi đơn vị chức năng trích lục bản đồ xác định chính xác diện tích thu hồi đất, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động tuyên truyền đến nhân dân, trong đó chi bộ, đoàn thể các thôn xóm dòng họ là lực lượng nòng cốt. Bao giờ chúng tôi cũng phải tìm những người có tiếng nói, vừa là cán bộ đảng viên, vừa là những người dân, người ta có uy tín, sau đó là cùng với cả lãnh đạo thôn tuyên truyền vận động. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan trải qua 7 xã của huyện Ân Thi với chiều dài khoảng 13,8 km, dự kiến sẽ sử dụng gần 77 hectare đất. Xác định rõ giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến quyền lợi vật chất thiết thực của người dân, nếu không làm tốt, đảm bảo công khai dân chủ sẽ rất dễ bị khiếu kiện làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Nên trong thời gian hiện tại, các địa phương trong vùng dự án đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Lớp thủ khoa Á khoa là từ được thầy và trò trường Trung học phổ thông Trưng Vương, huyện Văn Lâm dành để nói về tập thể lớp 12A3 trong những ngày qua. Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, lớp học này có một thủ khoa, một Á khoa khối A00 cả nước và một thủ khoa khối A01 của tỉnh. Nguyễn Mạnh Hùng là một trong ba thủ khoa khối A00 toàn quốc với số điểm 29,35, trong đó Hùng đạt 10 điểm môn vật lý, 9,6 điểm môn toán và 9,75 điểm môn hóa học. Từng là một học sinh mê chơi điện tử, học lực chỉ nằm ở nhóm giữa, nhưng với sự cố gắng, Hùng đã có sự tiến bộ vượt bậc. Từ lớp 12, những đợt thi thử, Hùng luôn đạt điểm từ 28 đến 29, nằm trong top đầu của trường. Sau mỗi buổi giảng dạy của cô giáo thì em ôn luôn để nhớ luôn kiến thức, cứ làm thật nhiều bài, luyện thật nhiều dạng để quen khi thi còn vấp vào không được giật mình, cứ bình tĩnh mà giải. Bố mất sớm, thế mẹ tần tảo sớm hôm nuôi hai anh em ăn học. Em Đặng Tuấn Anh luôn tự nhủ chỉ có học tập mới có thể thay đổi cuộc sống. Với 29,3 điểm, trong đó điểm môn toán 9,8, vật lý 9,75 và hóa 9,75. Tuấn Anh là Á khoa khối A00 của cả nước. Trước đó, em đã dự thi đánh giá tư duy đợt 1 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đạt 91,41 trên 100 điểm, đứng ở vị trí thứ 6 toàn quốc. Em phải cố gắng giữ được rất nhiều. Thường thì em sẽ tự học ở nhà và có tham khảo một số khóa học đăng ký ở trên mạng, một số bài toán khó. Nếu em không làm được thì em cũng hỏi thầy cô. Ngoài Hùng và Tuấn Anh, lớp 12A3 còn có một nữ thủ khoa khối A01 toàn tỉnh, đó là em Nguyễn Thị Hà đạt 28,4 điểm. Trong đó, toán đạt 9,8 điểm, lý 9 điểm và ngoại ngữ đạt 9,6 điểm. Cả lớp có 43 học sinh, cơ bản đều trên 20 điểm ở khối thi xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Trong đó, có 2/3 sĩ số đạt 25 điểm trở lên. Ngay trong năm học, đã có 15 học sinh đạt điểm IELTS trên 5.5. Gần 1/2 thành viên trong lớp đã vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học cao đẳng. Tất cả các bạn trong lớp đều là những học sinh có cái ý thức học tập rất là tốt. Các em cũng khẳng định mình từ những kỳ thi thử ấy.
là lứa học sinh gặp nhiều khó khăn khi có 2 năm liên tiếp phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tập thể lớp 12A3 luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Trong lớp hình thành nhiều đôi bạn cùng tiến, tổ nhóm học tập để cùng phát triển. Cái kết quả học tập của các con đạt được ấy thì mình không bất ngờ. Bạn nào lớp mình cũng rất là cố gắng, nỗ lực để đạt được cái mơ ước của mình, tức là bước chân vào cái trường đại học mà các bạn yêu thích. Thành tích mà các cá nhân và tập thể lớp 12A3 không chỉ thúc đẩy phong trào học tập trên toàn trường mà còn góp phần làm giàu đẹp thêm truyền thống hiếu học của quê hương Hưng Yên. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.